Tôi lén theo dõi Facebook, Instagram, Zalo và lén đọc trộm tin nhắn thì tôi phát hiện ra anh đang tán tỉnh một cô gái khác kể từ khi biết tôi khó mang thai. Tôi năm nay gần 30 tuổi. Mối tình gần nhất của tôi là được 3 năm. Biến cố bất ngờ ập đến kể từ khi hai đứa tôi đi xét nghiệm tiền hôn nhân. Tôi nhận được kết quả là tôi bị đa nang buồng trứng, rất khó có con. Không ngờ khi biết chuyện thì gia đình anh phản đối kịch liệt, hủy bỏ tất cả chuyện cưới xin và ngăn cấm hoàn toàn. Tôi biết anh là con một trong một gia đình rất truyền thống, nhiều thế hệ, và đặc biệt là cả dòng họ đang đợi chờ một đứa cháu đích tôn. Gia đình anh thay đổi hoàn toàn thái độ đối với tôi. Dù trước đó gia đình anh xem tôi như là một người trong nhà. Tôi vừa buồn khi biết mình khó có con mà còn lại phải đối mặt với sự hất hủi của gia đình anh. Thật sự mọi chuyện nó quá khủng khiếp. Còn về phía anh thì anh lại ngược lại hoàn toàn. Anh luôn bên cạnh tôi và bảo vệ, an ủi, động viên tôi là cả hai cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Anh sẽ thuyết phục ba mẹ chấp nhận, và tôi là cái người hy vọng vì còn nước còn tát mà. Anh khẳng định như đinh đóng cột rằng anh rất yêu tôi. Anh sẽ luôn bên cạnh, bảo vệ cho tôi. Anh sẽ không bao giờ rời xa tôi được. Lúc đó tôi vỡ òa trong hạnh phúc vì tôi biết là tôi yêu đúng người rồi. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Vài tháng sau thì công việc của anh gặp nhiều khó khăn, thì anh mệt mỏi và áp lực nên tính tình anh hay cáu gắt. Chúng tôi ít nói chuyện với nhau và thường xuyên cãi nhau nhiều hơn. Có một lần anh đi nhậu với bạn, say mềm nên là tôi phải ra đón. Thì khi tới nơi, tôi vô tình thấy anh đang nói chuyện với bạn trong lúc say. Anh nói mỗi lần anh gặp tôi là anh đều rất là mệt mỏi và áp lực, kiểu như phải chịu trách nhiệm cả đời vậy. Phải chi anh gặp được người mới sớm hơn thì có lẽ cuộc đời anh nó lại khác. Khi mà nghe những cái lời nói của anh lúc đó, em rất là đau lòng. Thà là anh nói thẳng với em chứ đừng có mà nói sau lưng em như vậy. Nếu mà anh đã muốn nghe theo gia đình để tìm người khác á, thì cho dù em có đau buồn đến như thế nào đi nữa, em cũng sẽ cố gắng chấp nhận. Tại vì em cũng đã gần 30 tuổi rồi, thì còn khó có con thì không biết là bao giờ mới có duyên với em bé nữa. Sau cơn say đó thì anh không có nhớ những gì anh đã nói với tôi, và tôi cũng giấu nhẹm đi, không nhắc vì gì tới chuyện đó. Kể từ chuyện đó thì tôi bắt đầu ghen tuông, và tôi muốn tìm hiểu xem anh có quen một người nào khác không. Tôi lén theo dõi Facebook, Instagram, Zalo và lén đọc trộm tin nhắn thì tôi phát hiện ra anh đang tán tỉnh một cô gái khác. Kể từ khi biết tôi khó mang thai, cái cảm giác mà một người mà mình đã từng rất tin tưởng phản bội mình, nó rất là đau đớn. Thì hiện tại cái cô gái đó chưa có chấp nhận sự tán tỉnh của anh, nhưng mà tôi nghĩ chắc là họ cũng sẽ sớm đổ thôi. Lúc đó thì tôi biết mục đích của anh á, là khi mà chốt được phương án mới tốt hơn thì anh sẵn sàng chia tay tôi ngay lập tức. Sau cái chuyện đó thì tôi trở về phòng và tự nhốt mình trong phòng, không muốn liên lạc với bất cứ ai, tự giam mình trong phòng như một người tự kỷ. Và tôi quyết định đối mặt với anh để giải quyết mọi chuyện. Khi gặp mặt thì mặc cho tôi la hét và chỉ trích, anh chỉ biết cúi đầu và xin lỗi, và kết thúc là lời chia tay. Sau đó tôi về nhà và tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống suốt nhiều ngày liền, và có ý định là tự tử. Khoảng thời gian đó thì ba mẹ luôn là người an ủi động viên tôi, luôn luôn bên cạnh tôi, đưa ra những lời khuyên, nhưng mà tôi vẫn mặc kệ. Tôi bị ngất xỉu, ba mẹ phát hiện kịp thời và đưa tôi đến bệnh viện. May mắn là tôi không sao. Khi tỉnh dậy thì người đầu tiên bên cạnh tôi là mẹ. Tôi thấy mẹ khóc rất nhiều, tôi dần tỉnh ngộ ra rằng là tôi đã sai với ba mẹ. Tôi thấy có lỗi với ba mẹ rất nhiều. Ba mẹ tôi sinh ra một hình hài nguyên vẹn mà tại sao tôi lại tự hành hạ bản thân mình đến như vậy? Dù cuộc sống có đối xử tệ với mình đến như thế nào thì mình vẫn còn gia đình bên cạnh mà. Tôi nhận ra rằng nếu mà mình không trở thành một người mẹ, nếu mình không có duyên với em bé, thì trước hết mình nên làm tốt một
bổn phận của một đứa con để ba mẹ an lòng. Cuối cùng thì tôi buông bỏ hết tất cả mọi chuyện. Tôi không muốn bóc mẽ anh vì tôi nghĩ là tôi cũng không phải là người một người hoàn hảo. Câu chuyện của tôi thì không phải là quá đặc biệt, nhưng mà tôi nghĩ là có nhiều cô gái ở ngoài kia cũng đang có hoàn cảnh giống tôi. Tôi chỉ muốn khuyên mọi người là mình hãy sống lạc quan, tích cực sống hơn nữa vì những người thân luôn yêu thương mình, luôn bên cạnh mình, vì cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng.